Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Chúc các quý anh có một năm, bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các quý anh đón xem tử vi tuổi của mình, trong năm quý mão 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn, tử vi từng tháng trong năm 2023, mời các quý anh cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 là 48 tuổi âm lịch và 47 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, Bính gặp Quý, chủ về bình hòa. Cuộc sống không quá vất vả, có làm có ăn, công việc bình ổn, ít thăng trầm, tiền bạc cũng ổn định với không ít nguồn thu. Xét về địa chi, Thìn gặp Mão, Lục hại, xấu, gặp nhiều bất lợi trong cuộc sống, công việc dễ có sự thay đổi, cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao kẻo bị tiểu nhân lừa gạt hoặc lợi dụng. Xét về ngũ hành, Quý anh tuổi Bính Thìn, mệnh Sa Trung Thổ, gặp năm Quý Mão, mệnh Kim Bạch Kim, sinh xuất. Vận khí ổn định, tài khí có phần vượng, chăm chỉ làm ăn sẽ thu được tài lộc. Có điều vì đây là mối quan hệ sinh xuất nên con đường tới thành công của đương số gặp khá nhiều khó khăn, vất vả cần kiên trì mới đạt được thành quả. Quý Anh tuổi Bính Thìn, bước sang năm Quý Mão 2023, có vận trình hung cát đan sen, đón khá nhiều cơ hội, nhưng tương đối vất vả, cần đề phòng tiểu nhân quấy phá. Số có quý nhân, có may mắn, phải nỗ lực nhiều mới đạt được điều mình mong muốn. Sao chiếu mệnh, trong năm 2023, Quý Anh tuổi Bính Thìn, bị sao thủy diệu chiếu mệnh sau này là một phước lộc tinh, mang đến nhiều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Cần kiêng kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Ngoài ra, sau này chiếu mệnh. Không nên đi sông biển, đi xa tránh qua sông, qua đò, giữ gìn lời nói. Vận hạn, hạn thiên tinh. Là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đường ruột, tiêu hóa. Tuyệt đối không tắm khuya, có nguy cơ bị cảm rất nguy hại tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi. Vận niên năm 2023, quý anh tuổi Bính Thìn năm này gặp vận niên hổ nhập nội. Nghĩa là hổ trở về đồng bằng, sa mạc là nơi ít mồi, có mồi thì mồi không ngon. Do vậy nếu rơi vào vận niên này thì đừng làm gì mà phải bỏ ra nhiều vốn, tốn nhiều công sức nên từ từ chờ thời thế. Xét về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm quý mão 2023. Quý anh tuổi Bính Thìn, trong năm 2023, có vận trình sự nghiệp hung cát đan sen, là một năm có tốt có xấu. Nhưng cứ nghiêm túc cố gắng, thì có thể tự tay cải biến được số mệnh của mình. Quý anh tuổi Bính Thìn với khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, quý anh càng lạc quan thì sự nghiệp càng phát triển trong năm nay đặc biệt trong năm nay quý anh tuổi bính thìn sẽ có nhiều cơ hội về nghề nghiệp quý anh không ngừng phất đấu nỗ lực chỉ cần quyết tâm thì khó khăn nào cũng vượt qua khúc mắc nào cũng được giải quyết quý anh cũng sẽ có nhiều cơ hội tốt để thăng quan tiến chức và tài lộc với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp trong năm này mặc dù khởi sự ban đầu có gặp chút khó khăn nhưng tới đâu cũng có quý nhân phù trợ vì thế mà đi tới kết quả cuối cùng là cắt lợi nếu quý anh khởi nghiệp về kinh doanh, buôn bán, nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm này, chậm nhưng chắc chắn, sẽ mang lại hiệu quả cao cho quý anh. Tuy nhiên, đối với các quý anh tuổi bính thìn trong năm này cũng gặp không ít áp lực, do hung tinh thiên khốc quấy phá, sự ràng buộc của hạn thiên tinh gây ra nhiều áp lực về tinh thần, tâm tính bất an, hay cãi vã, xích mích, kiện tụng, thậm chí là rơi vào vòng lao lý. Làm ăn không chính đáng có thể dẫn tới tù tội một điều đáng lưu ý là trong năm quý anh tuổi bính thìn đang bị sao thủy diệu chiếu mệnh việc kinh doanh buôn bán nên biết kiêng kỵ sông nước đường thủy sẽ tốt hơn nói chung sự nghiệp của quý anh tuổi bính thìn trong năm này cũng đã tạo dựng được thành tựu nhất định xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra công việc có được sự bình ổn làm đến đâu hưởng đến đó nếu muốn có được sự đột phát thì quý anh phải quyết tâm nỗ lực hơn gấp nhiều lần đức năng thắng số kiên trì thì sớm muộn gì cũng đến đích Đặc biệt, trong năm 2023, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi bính thìn, hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý anh, từ đó tài lộc kéo đến ẩm ẩm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý anh có một năm bội thu, đại cát đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, đối với quý anh tuổi Bính Thìn, về cơ bản vận trình tài lộc trong năm ít bị tác động bởi các hung tinh nhưng cũng không có nhiều cát tinh trợ mệnh, nên quý anh cần phải cố gắng để đạt được nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp công việc, điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của quý anh được khởi sắc. Tài lộc của quý anh tuổi Bính Thìn trong năm này do sự nghiệp thúc đẩy nên quý anh có nguồn thu nhập ổn định. Thậm chí với quý anh có thể nhận được phong bao lì xì hoặc quà tặng từ lãnh đạo công ty. Năm này, nguồn thu nhập của quý anh tuổi Bính Thìn vẫn chủ yếu đến từ công việc chính, công việc nghề tay trái hay công việc làm thêm cũng có nhưng không nhiều. Những người làm kinh doanh, buôn bán nên cải thiện bản thân, chịu khó đổi mới trong năm nay, mở rộng thị trường và phấn đấu để tăng thu nhập tổng thể, điều này sẽ giúp cho quý anh có một năm tài lộc thu về đáng kể chớ nên tham lam, mạo hiểu đầu tư tiền bạc ở các lĩnh vực mình chưa hiểu biết nhiều, tránh tình trạng tiền bạc đội nón ra đi. Trong năm này quý anh tuổi bính thìn, dù kiếm được khá nhiều tiền bạc, nhưng vẫn phải chăm lo cho cuộc sống gia đình và chi tiêu cho những việc phát sinh khác. Quý anh cũng nên lập kế hoạch quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý, để bảo toàn tài sản cá nhân không bị thất thoát. Ở độ tuổi trung niên quý anh nên biết ổn định sẽ tốt hơn, cần tính toán kỹ càng cho các bước đi khôn ngoan, vững vàng trong chuyện làm ăn mới là sự lựa chọn đúng đắn. Khoảng thời gian đầu năm dễ hao tốn tiền của do sự ảnh hưởng của hung tinh, nhưng cuối năm làm ăn được thuận lợi hơn, tài lộc được cải thiện đáng kể. Xét về phương diện tình cảm của quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm của quý anh tuổi Bính Thìn ở mức bình thường. Trong cuộc sống hôn nhân, gia đình có thể xảy ra một số xích mích mâu thuẫn giữa vợ và chồng nhưng chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn yêu thương nhau và chủ động ngồi xuống chia sẻ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa dù công việc bận rộn đến đâu nhưng quý anh cũng nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con cái phụ giúp vợ việc nhà và thường xuyên hâm nóng tình cảm gia đình có như vậy gia đạo mới được hòa thuận êm ấm đừng vì công việc hay nơi khác mà bỏ bê bạn đời của mình đối với những quý anh đang độc thân vẫn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ kết giao với nhiều người khác phái nếu tìm được người mà mình yêu thì đừng ngại chủ động theo đuổi đối phương, cơ hội nên duyên đôi lứa cũng rất khả quan. Xét về phương diện sức khỏe của quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm quý mão 2023. Theo tử vi cho thấy, quý anh tuổi Bính Thìn, trong năm quý mão 2023, thì sức khỏe đang có dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng sự tác động của hạn thiên tinh, làm cho sức khỏe của quý anh yếu đi trông thấy, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không, lại thêm địa chi, mão thìn xung khắc, quý anh có dấu hiệu lao lực, quý anh thường cảm thấy mệt mỏi, thể lực bị suy giảm, thiếu hăng hái trong cuộc sống, quý anh cần phải cẩn thận hơn. Đừng để sao hung tinh này gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Trong năm này, về vấn đề sức khỏe, quý anh tuổi bính thìn cần phải đặc biệt quan tâm, không nên chủ quan khinh suất nên có chế độ dinh dưỡng cân bằng hạn chế mua những đồ ăn chế biến sẵn hạn chế ăn những đồ cay nóng nên mua những thức ăn đảm bảo an toàn thực phẩm xuất xứ rõ ràng để không gây hại cho sức khỏe ngoài ra quý anh tuổi bính thìn cần thường xuyên rèn luyện sức khỏe có chế độ sinh hoạt phù hợp đồng thời loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và giữ một tâm thế lạc quan yêu đời đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi bính thìn, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm quý mão 2023 số của quý anh tuổi bính thìn hợp với, giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Quý anh cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch, là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi bính thìn. Giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi bính thìn. Xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023 tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi bính thìn, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi bính thìn. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi bính thìn sinh năm 1976, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi bính thìn. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý anh nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, năm mạng, trong năm Quý Mão 2023, là tuổi Tân Tỵ, sinh năm 2001. Điều này được lý giải như sau. Quý Anh tuổi Bính Thìn có mệnh là, xa trung thổ, gặp tuổi Tân Tỵ, mệnh là, bạch lạp kim, tương sinh, rất tốt. Thiên can, Bính gặp Tân, tương sinh, rất tốt. Địa chi, Thìn gặp Tỵ, bình hòa, tốt. Cung, Thiên Y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi Bính Thìn, năm mạng, trong năm Quý Mão 2023, cũng có thể chọn tuổi, nhâm thân 1992, để sông đất. Quý Anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm Quý Mão 2023, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023. Quý Anh tuổi Bính Thìn, gặp tam tai vào các năm, dần, mão, thìn. Năm này là năm mão, Quý Anh sẽ phạm tam tai năm thứ hai hạn hoang ốc năm 2023. Quý anh tuổi bính thìn trong năm này sẽ phạm hoang ốc, lục hoang ốc, đây cũng là một cung xấu. Xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành. Công danh sự nghiệp bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Kim lâu năm 2023. Quý anh tuổi bính thìn, phạm kim lâu thê. Nếu gia chủ làm nhà sẽ mang tai họa tới vợ, chồng. Nếu gia chủ là người độc thân, quá vợ, thì không sợ kim lâu thê. Thái tuế năm 2023, quý anh phạm, hại thái tuế, hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác, hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những điều này có thể sẽ làm cho quý anh vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Trong năm Quý Mão 2023, quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 cần đặc biệt chú ý tới Hạn Thiên Tinh và Sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của Hạn Thiên Tinh đối với quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Nói về Hạn Thiên Tinh, ông cha ta có câu thơ sau: Thiên Tinh phải mắc dạ tai ngục hình hạn thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe thị phi kiện cáo có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe đặc biệt là vấn đề liên quan đến đường ruột hệ tiêu hóa ngộ độc thực phẩm nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi phụ nữ bị hạn nặng hơn so với nam giới sức khỏe khi gặp hạn thiên tinh làm sức khỏe yếu đi mắc bệnh về tiêu hóa khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng đi ngoài nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng kiện cáo, người gặp hạn thiên tinh dính tới những cãi vã, xích mích, kiện tụng thậm chí là rơi vào vòng lao lý. Làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội. Hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào chốn ngục tù. Kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua, chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Hạn thiên tinh gây ra nhiều áp lực tai họa khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn giàu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc. Có hai điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Thiên tinh đối với quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Thứ nhất về sức khỏe, những ai gặp sao Thiên tinh cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Thứ hai, liên quan đến kiện tụng, những ai gặp hạn Thiên tinh trong làm ăn cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng. Không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật luôn giữ bình tĩnh, tránh xung đột ra tòa. Bên cạnh đó, cần tu tâm, dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt, bạn nên có chế độ rèn luyện bản thân nhằm nâng cao sức đề kháng. Quý Anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm Quý Mão 2023, cũng cần chú ý đến sao thủy diệu chiếu mệnh. Sao thủy diệu còn gọi là thủy tinh là một phước lộc tinh chiếu mệnh sẽ mang đến nhiều điều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao thủy diệu là phước lộc tinh tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. Chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông, biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi. Người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp, mệnh mộc cũng rất tốt, nhất là nữ giới nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao thủy diệu là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro, để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng sao thủy diệu thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao thủy diệu đăng viên vào lúc 19 giờ đến 21 giờ ngày 21 âm lịch hàng tháng hướng về chính bắc để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch cho quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 trong năm Quý Mão 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão quý anh tuổi bính thìn được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng tết nguyên đán nhiệt huyết của những người tuổi thìn tương đối cao trong tháng này bất kể đối với quý anh làm gì trong cuộc sống đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê nên mọi việc thường dễ dàng hơn vận trình tài lộc tương đối lạc quan tháng này là tháng đầu năm mới quý anh khó tránh khỏi được những cuộc vui ăn nhậu với bạn bè người thân quý anh nên chú ý hơn về chế độ ăn uống để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe ngay từ tháng đầu năm do thiên tinh gây ra vận trình tháng 2 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Bước sang tháng 2 âm lịch, quý anh tuổi Bính Thìn gặp nhiều áp lực, dù làm việc chăm chỉ nhưng kết quả lại không mấy lạc quan, nguồn thu nhập cũng không tương xứng. Tuy nhiên, quý anh đừng vì thế mà bỏ cuộc hay trốn tránh, hãy xem tháng này là tháng thử thách bản thân, nếu vượt qua được, thời sắp tới quý anh sẽ có được những phần thưởng xứng đáng vận trình tháng 3 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Bước sang tháng 3 âm lịch, quý anh tuổi Bính Thìn dễ gặp rắc rối trong quan hệ giữa các cá nhân, nên cẩn thận hơn trong việc hòa hợp với sếp và đồng nghiệp. Khi sức mạnh của hàm trì tiếp tục ảnh hưởng làm cho tình yêu, hôn nhân có nhiều dấu hiệu không tốt, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn khiến cho không khí gia đình nặng nề, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới con cái của mình. Ngoài ra, tháng này là tháng thìn, tháng thái tuế án ngữ, cho nên về phương diện tình cảm không tốt lắm, gia đình có sự bất hòa, xích mích. Quý anh nên biết cách kiềm chế bản tính nóng này của mình, nên lắng nghe và trao đổi cởi mở hơn với nửa kia, điều này sẽ giúp hóa giải được những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của hai người. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Bước sang tháng tư âm lịch, quý anh tuổi bính thìn đang có điểm báo, việc kinh doanh buôn bán nên cẩn thận không nên đi bằng đường sông, đường thủy, kẻo lại gặp họa do thủy diệu tinh quân gây ra. Trong tháng này, do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết nên tinh thần không được lý tưởng cho lắm, chú ý về ăn uống, nên đề phòng các chứng bệnh về đường tiêu hóa. Sức khỏe kém, làm cho quý anh tuổi bính thìn dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc. Và tài vận của có thể sẽ dậm chân tại chỗ khi bị ảnh hưởng bởi trạng thái này. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Sang tháng năm âm lịch, quý anh tuổi bính thìn có vận trình không mấy khả quan, vận may chưa tới, lại đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực, làm cho việc kinh doanh buôn bán dễ có sự xa sút đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính càng cần phải tỉnh táo hơn, trong tháng này không tốt cho các mối quan hệ xã giao hay ký kết hợp đồng quan trọng, dễ xảy ra những điều không như ý, gây xích mích tranh cãi, thậm chí là kiện cáo liên quan tới pháp luật. Sức khỏe không tốt cần chú ý làm việc và nghỉ ngơi điều độ hơn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Với quý anh tuổi Bính Thìn bước sang tháng 6 âm lịch cũng có vận trình tương đối thăng trầm, nhất là về sự nghiệp nên chuẩn bị từ nhiều góc độ và lên kế hoạch cẩn thận khi giải quyết công việc, không nên tiến hành các việc lớn lao rất dễ thất bại. Công việc kinh doanh buôn bán chậm chạp, từ đó cũng ảnh hưởng đến nguồn thu tài lộc không tốt. Về phương diện tình cảm trong tháng này của quý anh tuổi Bính Thìn cũng cần chú ý, tránh chút giận lên nữa kia, lắng nghe và chia sẻ để cả hai cũng tìm cách giải quyết những khúc mắc đang tồn tại giữa hai người. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Sang tháng 7 âm lịch, quý anh tuổi Bính Thìn có được sự trợ giúp của các tinh thanh long, quý anh sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền, tài lộc tương đối tốt. Tháng này là tháng thân, quý anh đang có được ngũ hành tam hợp, thân tí thìn, trợ mệnh, cho nên công việc có được sự hanh thông thuận lợi. Quý anh cũng rất may mắn có thể thu được nhiều lợi nhuận nhờ cách quản lý tài chính, và các dự án đầu tư trước đây. Đối với những người kinh doanh buôn bán rất dễ phát đạt, hàng hóa bán ra tới tấp dù có bận rộn nhưng quý anh tương đối hài lòng với nguồn thu hàng ngày của mình. Đối với những người làm công ăn lương có một tháng xuân sẻ, công việc trôi chảy, cấp trên tin tưởng cấp dưới nề trọng, tài lộc ổn định. Tuy nhiên, quý anh cần chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý anh tuổi bính thìn có vận trình tài lộc khởi sắc đáng kể. Thần tài tọa mệnh, nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền lớn trong tháng này. Với những thử thách trong công việc được cấp trên giao phó, quý anh đã thể hiện rất tốt cả về chuyên môn, lẫn kinh nghiệm trong xử lý công việc. Cấp trên đã mở ra nhiều cơ hội để cho quý anh có thể gia tăng thêm thu nhập cho mình. Tuy nhiên, mặc dù tài lộc tháng này tương đối tốt, nhưng quý anh cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không cũng rất dễ hao tài. Ngoài ra, quý anh tuổi Bính Thìn trong tháng này nên chú ý không nên đến những nơi sông nước, những nơi có nhiều âm khí, kẻo gặp họa khó lường nguy hiểm đến bản thân. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Với quý anh tuổi Bính Thìn trong tháng này đang có điểm báo công việc có thể sẽ gặp phải chút rắc rối, khối lượng công việc tăng cao, đồng thời phải dành nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc, điều này làm cho quý anh có cảm giác khó chịu ngoài ra tháng này dễ xảy ra xung đột lợi ích với người khác đối phương có khả năng là người thân hoặc bạn bè cho nên quý anh trong tháng này cần đặc biệt chú ý kiềm chế về cảm xúc cần phải xử lý đúng mực tránh làm ảnh hưởng xấu đến vận trình tổng thể cả năm ngoài ra quý anh cũng nên chú ý về thân thể dễ gặp tai nạn xe cộ té ngã đừng lái xe khi đang say rượu hoặc khi đang mệt mỏi khi ngồi trên xe hãy thắt dây an toàn và hạn chế nói chuyện với tài xế Vận trình tháng 10 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Về vận trình tài lộc của quý anh tuổi Bính Thìn trong tháng 10 khá tốt. Tại thời điểm này, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, vì thế công việc cũng tương đối dễ dàng, quý anh có nhiều thời gian hơn để chăm chút bản thân và đồng hành cùng gia đình. Về tình cảm trong tháng này rất tốt, các cát tinh Thiên Hỷ, Thiên Phúc, Hồng Loan cùng xuất hiện, thông qua giao tiếp hàng ngày, quý anh có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm gia đình. Nhiều quý anh còn độc thân, có cơ hội gặp được một nửa của mình, đào hoa khởi vượng, quý anh cũng nên biết nắm bắt cơ hội để thoát kiếp độc thân. Những người kinh doanh, buôn bán trong tháng này cũng rất thuận lợi, dù có vất vả đôi chút, nhưng lợi nhuận thu về không ít, khiến cho hầu bao không ngừng đẩy lên. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 khối lượng công việc của quý anh tuổi bính thìn trong tháng này tăng lên đáng kể dù gặp không ít áp lực nhưng mọi công việc đều có dấu hiệu tích cực lạc quan cho kết quả tốt quý anh có thể yên tâm hơn người làm công việc kinh doanh buôn bán gặp được nhiều may mắn và thuận lợi các hạng mục đầu tư cũng cho thu được kết quả khả quan nhìn chung thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp quý anh cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính của mình vận trình tháng 12 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Tài lộc của quý anh tuổi Bính Thìn đang có điểm báo sẽ xa suốt hơn trong tháng này. Tháng này quý anh đang gặp cục diện ngủ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi, lại bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, một số người có thể bắt đầu chuẩn bị hàng Tết, việc này cũng đòi hỏi quý anh phải chi tiêu khá nhiều, vì thế mà có thể sẽ gặp một số rắc rối về tài chính do quá tay chi phí trong tháng này. Vì vậy, quý anh tuổi Bính Thìn nên chú ý khi mua sắm đồ Tết, không nên quá xa hoa, lãng phí, cần phải có kế hoạch quản lý về tài chính hợp lý hơn, nếu không có thể làm suy yếu tài vận của bản thân. Ngoài ra trong tháng này cũng không thích hợp cho đầu tư tài chính, chứng khoán hay chung vốn làm ăn, mức độ rủi ro rất cao, quý anh nên tỉnh táo để tránh sự dụ dỗ của người khác. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nam mạng trong năm Quý Mão 2023 hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý anh an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình chúc quý anh có một năm may mắn hạnh phúc bội thu về tài lộc xin chào và hẹn gặp lại